xin chào tất cả các bạn. Tuấn đang ở vườn lan nhà anh Hoàng Quất. Anh là một công chức, nhưng mà thực sự là vào thấy ấn tượng với những cái giò lan anh treo ở trên này. Thì đây các bạn có thể xem đây. Ok, ôi thấy cái chùm hoa đẹp này. Em chào bác Quốc. Bác có thể giới thiệu về một số những cái giò lan bác đang treo ở đây không? Vâng. Xin chào các bạn. Mình cũng rất thích chơi giò lan. Đấy. Lan là một cái loài sống ở trong rừng rất tự nhiên. Đấy. Cái việc chăm sóc thì cũng rất đơn giản. Nhà mình đây chủ yếu là lan rừng, có một số lan công nghiệp như là hồ điệp và một số loại, nhưng còn chủ yếu là lan rừng hết. Đây châu thế rồi thì là tam bảo sắc vân vân. Thế và cái việc chăm sóc thì mình lợi dụng cái cây nhãn nhà mình. Vâng. Cây nhãn là nó là bóng mát và nó rất phù hợp với cái loài lan sống ở trong rừng. Đấy. Cho nên là cái việc giữa trồng lan với cây là nó rất phù hợp. Vâng. Tiện trong cái việc chăm sóc. Thế mình trồng ở đây vài năm rồi nhưng mà thấy rằng là nó phát triển rất là tốt. À, hoa cũng rất nhiều loại, nhưng mà thời điểm này đang nắng thì cũng còn một số loài đã hết rồi, chỉ còn vài giò hồ điệp đấy thôi. Thì mình thấy rằng là trồng lan cũng rất là thích, rất là vui. Khi mỗi một cái ngày đi lao động rất là mệt mỏi về thì ta có cái không gian để ta chăm sóc, chiêm ngưỡng và thưởng thức. Thì vâng. Mình thấy là nên chơi lan các bạn, nhất là các bạn trẻ, để tạo cho cuộc sống vui đẹp hơn. Vâng. Cảm ơn anh. Rất là tuyệt vời. Cho hết vui. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy. Đây này. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đấy. Hơi ít lan. Cái này nó tên là cái gì bác? Lan hồ điệp vàng. Hồ điệp vàng. Ấn tượng nhỉ? Ấn tượng thế. Này, rất là nhiều giò à. Bác phải cho nó ăn phân nhiều ạ. Nói chung là chủ yếu tưới nước là chính. Tưới nước là chính. Rồi tiếp theo. Đó. Đẹp chưa? Tận dụng được cái không gian này đẹp này. Bởi vì lan nó rất lại nó thích cái bóng là anh tối đúng không? Rồi. Anh sang yếu. Dưới bóng. Đây, trên này giò này là mới ươm sao đấy? Mới ươm được cả mấy tháng nay. Ở góc bên này. Cái việc ươm trồng có dễ không ạ à, anh? Ươm trồng này rất đơn giản. Sống ở trong rừng thì rất tự nhiên mà. Vâng. Cái giò này là giò tay trâu, gắn vào đây rất là đẹp. Đâu ạ? Nó được phát triển vài năm nữa thì giò này đẹp lắm. Tai trâu à? Có cái thế rất là hay. Đâu ạ? Ồ, cái hay nhỉ? Gắn vào cái... có một cái bộ rễ rất là tự nhiên. Ừ. Gắn vào đây. Cái này rễ này rễ ở rừng đúng không? Ở rừng. Ôi cái này đẹp nhỉ. Cái này ấn tượng này. Cái này giá trị được vài năm thì tuyệt vời lắm. Nó đang ra. Cái hình thù nó đẹp nhỉ? Hình thù rất là đẹp. Thân gỗ nó cứng thế mà nó bám vào cái này. Nó bám đấy. Ồ. Cái này hay quá. Mày hay quá. À bây giờ bác có thể kéo cái này được không? Thả xuống để cho mọi người xem được không? Kéo xuống được. Được, đúng không? Kéo xuống được chứ. Rồi. Đó. Úi dồi, đẹp chưa? Đẹp, đỡ chứ. Đó. Rồi, đỡ, quá đẹp đấy. Cái này nó ấn tượng về ghép vào cái thân này đẹp thật đấy. Cái cảnh này đẹp. Cái này đẹp thế nhỉ. Cái này nó như cảm giác như cái rễ chẳng nhỉ. Nó như một cái rễ trong rừng. Thì mình kiếm được thì mình cấy vào đây. Ấn tượng đấy, cái này ấn tượng. Năm cái nọt lan cây trâu. Vâng. Em cứ ngỡ là cái cây phong lan này nó phải bám vào những cái gỗ mục cơ. Nhưng không ngờ là kể cả những cái này nó bám cây tươi nó còn bám được hết mà. Rất tốt, dễ là đã bám đây rồi. Nói chung là cái này đã sống rất tốt rồi. Tuyệt vời. Quá đẹp. Rồi. Thế có năm nào được ra được đợt dịp Tết không? Ra dịp Tết nhiều, nhất là tay trâu. Ừ. Thế rồi thì hồ điệp và một số loại khác nữa. Okay. Tết chơi rất là thích. À. Đặc biệt mình có cái giò lan cát này màu nó
bốn màu, màu trắng, vàng, tím. Rất là đẹp. Thế là đột biến à anh? Nó không biết nó đột biến thế nào, nhưng mình biết mình trồng thì thấy nó ra là như thế. Ồ, thế mà năm nào nó ra vào thời điểm 20 tháng 11. Rất may nó là cái ngày mà nhà giáo Việt Nam. Không biết là mình có duyên thế nào nhỉ, ra đúng thời điểm rất là hay, đẹp lắm. Mình có nó ảnh lưu lại của cái này. Cái giỏ nó đẹp mê hồn luôn ạ. Cái hoa của nó màu tím pha trắng này, có huyền vàng nhá. Đẹp lắm ấy. Tím vàng trắng. Lại nở vào đúng 20 tháng 11, đúng ngày nhà giáo Việt Nam, bởi vì bác là công tác trong ngành giáo dục. Đúng không? Giỏi, hoa đẹp. Đẹp nha. Cây này nó sinh trưởng mạnh. Rất phù hợp với tán cây. Vâng. Ok, xin cảm ơn anh Hoàng Quốc. Thì, xin cảm ơn. Vâng, anh có thể chào. Vâng, xin chào các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Thân ái chào các bạn. Đó, các bạn vừa xem cái đoạn video mà mình và anh Hoàng Quốc ký kênh Bonsai Channel này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau. Thân ái chào các bạn.